Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mỗi ngày lặng lẽ ra đi. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết. Mà hạnh phúc chính là con đường, hạnh phúc đã có đây rồi. Không có cái gì ở cuối con đường đâu, Đức Phật nói vậy đó. Hạnh phúc là hành trình mỗi ngày, là những phút giây bạn đang sống đó, bạn biết cách sống hay không thôi. Thầy luôn mơ ước là mình được sống hơn 100 tuổi á, cỡ 120 thôi. Vì thầy thấy cuộc sống này nó đẹp quá, cuộc đời này tuyệt vời quá. Quý vị khán giả đã cùng quay trở lại với Chạm Cảm Xúc. Và thưa tất cả quý vị, như những gì mà chúng ta được lắng nghe thầy Minh Niệm chia sẻ trong tập phát sóng trước, tận cùng của khổ đau và chúng ta tìm thấy một con đường, đó chính là trạng thái cảm xúc hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì trạng thái cảm xúc này, vẻ đẹp của nó ra sao, chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ với thầy Minh Niệm quý vị nhé. Dạ, xin cảm ơn thầy Minh Niệm đã tiếp tục đồng hành cùng với Chạm Cảm Xúc và Quang Huy ạ. Chào Quang Huy, chào khán giả. Vậy thì bây giờ khi mình bắt đầu ngay với trạng thái cảm xúc hạnh phúc thì mình sẽ hiểu như thế nào là hạnh phúc đó thưa thầy? Có nhiều cách để mình hiểu về hạnh phúc mà mỗi người sẽ định nghĩa một cách khác nhau. Nhưng mà thầy thích cái định nghĩa của Rich Hanson, là một nhà thần kinh học nổi tiếng ở Mỹ. Ông đưa ra một cái đúc kết khá hợp với tuệ giác của Đạo Phật. Ông nói là hạnh phúc có thể chia làm 3 cấp độ. Cấp độ 1 là contentment, là một cái sự hài lòng. Cấp độ 2 là inner peace, là bình an ở bên trong. Cấp độ 3 là sharing, là sự sẻ chia. Thì hạnh phúc của con người đầu tiên đó là một cái trạng thái thỏa mãn, tận hưởng. Tận hưởng đây có nghĩa là bạn có mặt ở đây. Và cái đối tượng đó, dù là một vật thể hay là một con người, một cảnh vật, hay là một câu chuyện, một tình huống, nó đang diễn ra. Và bạn cũng đang cùng có mặt với cái tình huống, với đối tượng đó. Và bạn ý thức cái điều đó đang xảy ra, thì cái ý thức đó nó làm cho bạn thấy được cái giá trị của cái thứ mà bạn đang tiếp xúc, thì nó tạo ra một cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái, rất là sung sướng. Cái trạng thái đó nó làm cho những cái khổ đau, phiền muộn, những cái đau đớn nó tan biến đi. Đây là một cái nhu cầu lớn nhất của con người. Con người thật ra thì tất cả mọi sự tranh đấu, mọi sự nỗ lực cố gắng cũng chỉ là để hướng đến cái happiness, cái trạng thái hạnh phúc đó. Chỉ có điều là trong cái hành trình đi tìm hạnh phúc thì con người lại quên đi mình đang đi tìm cái gì. Họ bị lạc vào trong những cái điều kiện hấp dẫn để đạt tới hạnh phúc. Thí dụ như có tiền, tiền để giúp cho chúng ta có những cái tiện nghi trong đời sống. Thì từ những tiện nghi đời sống đó chúng ta mới có được hạnh phúc. Thì mọi người lại kẹt vào cái việc kiếm tiền, bận rộn trong việc kiếm tiền, căng thẳng đau khổ trong việc kiếm tiền, rồi bị chính cái việc kiếm tiền nó cướp luôn cả nhân tính, cả đạo đức, cả những cái chất liệu quan trọng của tâm hồn. Đến khi có thật nhiều tiền rồi thì người ta không còn thấy hạnh phúc nữa. Vậy thì hạnh phúc á, nó tùy thuộc vào, vừa tùy thuộc vào cái bên ngoài mà nó vừa tùy thuộc vào cái bên trong. Mà khi những cái điều kiện bên ngoài nó như ý, nó thuận lợi, nó hiện ra trước mắt của chúng ta, nhưng mà cái bên trong của chúng ta nếu mà nó có vấn đề, nếu như nó bị trầm cảm, nếu như nó bị tổn thương, nếu như nó đầy căng thẳng sợ hãi, nếu như chúng ta không có mặt ở đây, cái tâm chúng ta nó cứ chạy tán loạn ở đâu cũng vẫn không thấy hạnh phúc. Tiền bạc, quyền lực, vị trí xã hội, sự công nhận nể phục là những điều kiện của hạnh phúc, nhưng nó có biến thành hạnh phúc hay không, nó còn tùy thuộc vào cái bên trong của chúng ta, gọi là cơ chế tâm thức của chúng ta. Nếu như cơ chế tâm thức chúng ta nó đạt được những điều kiện sau đây, đó là nó có mặt trong hiện tại. Và nói như Rich Hanson ở cấp độ 2 là tâm bình an nữa, thì mới có thể biến những cái điều kiện của hạnh phúc thành hạnh phúc đích thực. Chúng ta nói kỹ là một chút cái contentment, sự hài lòng. Rich Hanson cũng như là các bậc hiền triết đều nói, trước khi bạn muốn tìm kiếm những cái gì nó sâu sắc hơn thì bạn hãy trân quý cái bạn đang có trong hiện tại. Trước khi bạn muốn có những gì trong tương lai, gọi là phát triển, thì bạn hãy trân quý tất cả những điều kiện hạnh phúc bạn đang có. Bạn đang có sức khỏe, bạn đang có một đôi chân rất lành lặn, bạn có một đôi mắt rất sáng, bạn có một trái tim rất là vững vàng, rất là tốt đẹp, rất là lành. Hoặc là bạn có một tri thức, bạn có sự hiểu biết, bạn có các mối quan hệ xung quanh,
bạn có công việc rất là như ý, tất cả những cái đó đều là những điều kiện của hạnh phúc hết. Nó chưa thành hạnh phúc đâu, nhưng nó cần một cái thứ khác nữa, rất là sinh động, rất là lung linh, đó là tâm của chúng ta, nhận thức của chúng ta, ý thức tôi có mặt ở đây cùng với những điều kiện hạnh phúc tôi đang có thì tôi sẽ hạnh phúc. Vì nếu mà Huy ngồi bên cạnh một người bị mù, Huy sẽ thấy một đôi mắt sáng là một điều kiện của hạnh phúc. Dạ đúng. Nhưng nếu Huy không ngồi bên cạnh một người mù thì Huy đâu thấy đôi mắt sáng là một điều kiện hạnh phúc đâu. Huy cho là những thứ khác là những điều kiện của hạnh phúc. Huy cho rằng công việc hay là người thương là những cái thứ đó mới là điều kiện của hạnh phúc. Thành ra những người họ không có hạnh phúc á, là tại vì họ đang mắc kẹt trong cái việc họ chưa đạt được những cái mục tiêu đặt ra. Hoặc là những cái thứ hấp dẫn họ đeo bám nó không còn như ý họ nữa. Mà trong khi đó họ có rất nhiều điều kiện hạnh phúc khác, nhưng mà họ không có nhận diện được, gọi là recognize. Recognize là một cái từ rất là hay, rất là cần thiết để giúp cho chúng ta đó nhận ra được cái gì là hạnh phúc. Tức là tâm bạn phải tỉnh, tâm bạn phải sáng, thì bạn mới nhìn thấy cái căn nhà của bạn, khu vườn của bạn, bữa ăn cơm với gia đình, tách cà phê của bạn, tất cả những điều kiện hạnh phúc đó đang hiện hữu sẵn sàng hết. Nhưng mà bạn về căn nhà đó mà bạn không có mặt ở đó, bạn chỉ là một cái bóng mờ. Tâm hồn bạn nó đã trôi bồng bềnh ở đâu rồi? Trong công việc, trong người thương của bạn, làm sao để bạn bật lên cái công tắc rằng là hồn ơi, về đây, tâm ơi, về đây. Khi mà thân tâm nó nhập vô trở lại, hợp nhất trở lại, bạn đi đứng một cách có ý thức, bạn uống trà, bạn ăn cơm một cách có ý thức, bạn nói chuyện với người thương của bạn có ý thức. Ý thức có nghĩa là tôi biết tôi đang làm cái gì, tôi biết rất rõ cái gì mà tôi đang tiếp xúc á, thì hạnh phúc nó mới xuất hiện được. Còn nếu như tôi nói chuyện với cái người tôi yêu nhất trên đời mà tôi không hề biết, hoặc là tôi để cái tâm tôi nó lo lắng cái chuyện gì đâu không, tôi ăn những cái món ăn mẹ tôi nấu mà tôi rất là yêu quý mà tôi không hề có ý thức ở đây, thì nó trở thành vô vị, vô nghĩa. Và chúng ta, những người trẻ, kể cả những người không trẻ, sống trong một cái xã hội đầy hấp dẫn, đầy bận rộn, lúc nào cũng vội vội vàng vàng hết, lao theo những mục tiêu, để rồi chúng ta đi vội qua, đứng lên trên, đạp lên trên những điều kiện hạnh phúc mà đi mỗi ngày để đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà có phải là chúng ta nếu như trải qua được khổ đau rồi thì mới cảm nhận rõ nét được hạnh phúc hay không thầy? Còn ví dụ như có những người mà họ không có những cái trải nghiệm về khổ đau đi, thì cái định nghĩa về hạnh phúc của họ sẽ như thế nào? Nó có hai điều kiện để bạn có thể nhận diện được hạnh phúc. Một, như Huy nói, là khổ đau phải có mặt. Cho nên trong cái bài thơ Nếu khổ đau không đến đây, thì có một cái câu cuối mà thầy rất là thích là nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mỗi ngày lặng lẽ ra đi. Mỗi ngày hạnh phúc đều bỏ mình ra đi hết, vì mình sống rất là vô tâm, rất là hờ hững, cứ chụp bắt theo đối tượng, cứ cho điều này là cần thiết, điều kia là quan trọng, cho đến khi một cái biến cố xảy ra, một tai nạn xảy ra, một cái rủi ro xảy ra, một cái mất mát xảy ra, mình không còn hứng thú lao theo những cái mục tiêu kia nữa, mình mới quay trở về với chính mình. Chỉ có khổ đau nó mới lùa mình về được đó. Mình ở trong con người của mình chợt nhận ra rằng ồ, đôi chân tôi còn khỏe, đôi mắt tôi còn sáng, tôi vẫn còn có thể thấy một ngày đang lên, tôi có thể gọi được tên người thương tôi đang ở bên cạnh, tôi vẫn đang đi làm, tất cả những cái đó, ôi tại sao tuyệt vời thế. Nhưng mà nó phải trải qua một ngày, hai ngày, nhiều ngày nằm bẹp trong cái khổ đau thì mình mới có được cái nhận thức đó. Còn hai là bạn phải có một sự luyện tập nào đó để luôn an trú, có mặt trong hiện tại. Lúc nào thân ở đâu tâm bạn cũng ở đó hết. Thì khi bạn thân ở đâu tâm ở đó thì bạn nhìn là bạn sẽ thấy. Thầy rất thích bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, gọi là người đàn bà thép trong hội họa. Bà có 60 năm trong chiến tranh và 30 năm trong hội họa. Trong một cái buổi nói chuyện với MC Thùy Minh ở Harbor Ship, bà có nói cái bí quyết để bà có thể có được những bức tranh đẹp á, và bí quyết này được trao truyền từ các master dạy về văn học Pháp cho bà, đó là nhìn mà thấy. Chúng ta tuy có một đôi mắt rất sáng nhưng mà nhìn mà chỉ để không nhìn thấy thôi. Chỉ để nhìn thôi. Nghĩa là nhìn mà tâm ý nó chạy lung tung hết rồi. Chúng ta luôn bị thu hút, bị phân tán bởi quá nhiều thứ hấp dẫn trên cuộc đời này, cho nên nhìn vào mọi thứ xung quanh lại không thấy gì cả. Lòng tham, nỗi sợ đã khiến cho mình không thể có mặt một cách trọn vẹn
trong cái lúc mà mình đang tiếp xúc với đối tượng đó, cho nên gọi là nhìn mà không thấy. Thì bà Xuân Phượng, bà có cái sự thực tập, gọi là thực tập ấy, là mỗi khi nhìn cái gì là bạn phải nhìn cho kỹ từng đường nét, từng chi tiết để thu vào tâm hồn của mình, để mình có được những bức tranh đẹp. Thông qua đó mà bà kết nối sâu với sự sống. Thì tôi thấy là những người hành thiền cũng thế. Những người lúc nào cũng biết là mình đang tiếp xúc với cái gì, cái đó nó đang diễn ra như thế nào. Và tôi thấy còn thực tập sâu hơn nữa là mình phản ứng lên cái đối tượng mình tiếp xúc như thế nào nữa. Biết luôn cái gì xảy ra bên trong nữa. Cho nên là tụi thầy đều mở ra hết các giác quan của mình. Để mắt là thấy, tai là nghe, mũi là ngửi và xúc chạm. Tất cả các giác quan mình tiếp xúc với cái gì mình đều biết. Cái biết đó là một cái sự tỉnh thức. Chính sự tỉnh thức đó, nó làm cho mình thấy được cái giá trị mà mình tiếp xúc. Thí dụ khi mình mở cửa sổ ra mình nhìn thấy tụi thầy ở trên đó gần rừng, rừng thông, mảng xanh. Rồi nghe đủ loại âm thanh, tiếng chim hót, thấy cuộc đời nó màu nhiệm làm sao. Tại vì mình chỉ thấy nó màu nhiệm khi mà mình đang không suy nghĩ gì cả. Dĩ nhiên thầy cũng phải suy nghĩ, nhưng mà lúc nào cần suy nghĩ thì mình suy nghĩ, lúc nào không cần suy nghĩ thì mình phải tắt đi. Cho nên là khi mình đang tiếp xúc với những cái thứ, tuy nó rất là giản đơn, nó rất là hiện hữu bình thường xung quanh chúng ta, chỉ cần mình tắt được cái bộ phận suy nghĩ của mình, những cái lo lắng không cần thiết, để có mặt trọn vẹn với đối tượng đó, thì tự dưng nó hiện ra một cái màu khác, một trạng thái khác, đẹp vô cùng, đẹp lung linh. Cho nên Rabindranath Tagore là thi sĩ Ấn Độ, ông là một cái người làm những bài thơ lừng lẫy thế giới, gọi là đại thi hào rồi. Thì cuối đời ông có làm một bài thơ là tiêu hao năm tháng, du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Ủa tại sao mà giọt sương trên cành cây ngô nó mang lại cho ông cảm xúc đặc biệt như vậy? Là tại vì ông đã có mặt sẵn ở đó rồi. Cả đời có thể chạy lang thang đâu đó để làm những chuyện ý nghĩa cuộc đời, hoặc là để thỏa mãn nhu cầu bản thân, nhưng mà thân tâm nó cứ tách ra. Bây giờ gần cuối đời ông mới giác ngộ được một cái việc là thân ở đâu, tâm ở đó. Ông an trú tuyệt vời, trọn vẹn trong con người của mình. Khi đó ông đã sẵn sàng để hạnh phúc rồi. Tức là bên trong nó đã sẵn sàng vì nó không có mong muốn gì nữa hết. Thì nhìn cái gì nó cũng đẹp hết. Nhìn cái gì nó cũng lung linh hết. Thì tụi thầy cũng là những người trải nghiệm như thế. Những người mà luôn luôn sẵn sàng để hạnh phúc. Giờ bạn chọn là một là bạn muốn hạnh phúc hay là bạn không muốn hạnh phúc. Thì dĩ nhiên là ai mà không muốn hạnh phúc. Nhưng muốn có hạnh phúc thì phải với những điều kiện sau đây. Muốn có hạnh phúc thì phải làm sao để con người mình bớt bận rộn, bớt phiền muộn. Làm sao để con người mình nó có sự thư giãn, có sự an trú thường trực. Làm sao để thân tâm luôn có mặt cùng với nhau. Thì bạn không cần có quá nhiều những tiện nghi mà vẫn đủ đầy hạnh phúc. Thậm chí là giàu có hạnh phúc. Thành ra cái tâm hồn nó quyết định nên cái hạnh phúc. Vẫn là cái bên trong. Cảm ơn thầy với những điều vừa rồi chia sẻ cùng Huy và quý vị khán giả. Nhưng mà em thì đang tò mò về câu chuyện hạnh phúc của chính bản thân của thầy. Ở chương trình trước thì thầy cũng nói rằng là trong cái hành trình mà thầy vượt qua được cái nỗi khổ đau tột cùng của việc là mất song thân, thì em muốn biết rằng là cái hành trình mà thầy đi tiếp theo lúc đó đó, thì thầy có nhận thức biết được rằng đó là hành trình thầy đi tìm hạnh phúc chưa? Và có một cái câu chuyện nào về cảm xúc hạnh phúc mà thầy cảm nhận được? Thầy bắt đầu nhận ra hạnh phúc là một sự sống khi mà thầy có những cái bước chân huyền thoại trong cuộc đời mình, bước ra khỏi cái căn gác trời mà mình đã có gần 3 tháng trời nằm bẹp ví ở đó trong đau khổ, khi trở về với sự sống trong một cái tinh thần rất mới là khát khao được sống. Thì khát khao sống lắm, thầy thèm được gặp con người, thầy nâng niu từng cái hành động của mình, thì nó rất là phù hợp với thiền tập Vipassana, mindfulness. Như Rick Hanson nói là happiness nó còn là inner peace, bình an ở bên trong. Khi mà mình hài lòng với những gì mình có, nhưng cái bên trong mình đâu phải lúc nào nó cũng ổn đâu. Có rất nhiều bạn đi lên Đà Lạt check in, đi để chữa lành, nhưng mà thật ra các bạn không có biết cách. Cho nên các bạn cứ lăng xăng đi chụp hình, rồi đi check in, rồi đi vào các quán bar hay là uống cà phê để đàn ca hát nhậu nhẹt xong rồi đi về. Sao chữa lành được? Tại chưa kịp chữa lành luôn. Chưa kịp chữa lành rồi nó lại tày hoài thêm. Tại vì bạn phải làm sao để bạn kết nối được với không khí, năng lượng, cảnh quan tuyệt vời của Đà Lạt. Thì bạn phải bỏ chiếc điện thoại xuống. Bạn gác lại tất cả những bận rộn lo toan để một mình bạn hoặc là những người bạn cùng sự thực tập như bạn kết nối sâu khi mặt trời mọc,
Vì khi mặt trời mọc lên, bạn đừng có nói chuyện, bạn đừng bàn tán gì hết, bạn đừng đưa máy lên chụp hình, bạn cứ ngồi yên đó, bạn biết bạn đang ngồi đây và mặt trời đang ở đó, thì lúc đó lòng bạn nó bình an, đừng cho nó xáo trộn. Tại cái việc của bạn làm sao để giữ tâm hồn mình nó đừng cho xáo trộn, thì nó mới thấy được mặt trời mọc lên là đẹp. Còn lúc đó nó nhấp nhô, nó chao đảo, nó đầy rác rến hết thì bạn không nhìn thấy gì đâu, hoặc là bạn nhìn thấy nó cũng bình thường thôi mà, hoặc là trời thấy nó chán ghét vô cùng nữa. Cái thứ nó đang rất là hay ho như vậy mà qua tới lăng kính của bạn thì nó có vấn đề. Vậy nên cái việc làm kế tiếp mà thầy phải làm đó là giải quyết cái bên trong của mình. Làm sao để mình luôn giữ được cái tâm bình an. Mà như đã nói là tâm bình an nó chỉ xuất hiện khi mà trong mình nó không có những cái mong cầu, không có những cái chống đối, không có những cái si ám, tham sân si. Mà làm sao không có được? Mình là một người trẻ, một người còn sống đầy bản năng mà. Làm sao không có tham sân si được? Mà may thay là trong cái hành thiền Vipassana, mindfulness, người ta không có yêu cầu mình phải dẹp liền. Mà Đức Phật dạy mình là hãy chơi với nó. Đức Phật thì không có dùng từ chơi, mà Đức Phật nói hãy tử tế với nó. Hãy học cách chăm sóc nó, hãy có mặt ở đó thường trực với nó. Thì những cái bước sâu hơn của thiền tập nó đã giúp thầy làm sao để tiếp xúc được với những cái nỗi đau khi nó trở lại, những cái nỗi nhớ song thân khi nó trở lại, khi là những nỗi hoang hoải nghĩ về tương lai của mình, thì thầy sẽ tập ngồi chơi với những cái nỗi đau đó. Cho nên sau này thầy có cái chương trình gọi là ngồi chơi với trầm cảm. Tức cái thái độ ngồi chơi là thái độ không có kỳ thị, không có tranh đấu, không có làm cái gì bạo động với những cái phiền não trong mình cả. Thay vào đó là một cái sự tử tế như là một người bạn ngồi chơi với nhau vậy đó, để quan sát, để tìm hiểu. Ấy vậy mà khi mà Huy có mặt ở đó thường trực với, tạm gọi đây là nỗi đau của mình, thì cái nỗi đau nó không có bành trướng nữa, mà nó bé nhỏ dần. Vì ngộ lắm, khi mà mình có mặt với nỗi đau mình giống như là một cái vùng ánh sáng được rọi vào, thì bóng tối nó sẽ rút lui dần và nó sẽ tan biến đi. Và lúc đó trong người mình nó có một cái vùng ánh sáng của tỉnh thức. Tham sân si tạm thời rút lui, không có mặt. Bấy giờ Huy nhìn vào cái gì với cái tâm bình an cũng đều cực kỳ hạnh phúc. Một trong những cái điều tuyệt vời mà thầy phải nói ở đây, thầy thừa hưởng được tuệ giác của Đức Phật mà nó thay đổi toàn bộ cuộc đời của thầy. Đó là sau những khổ đau đó, thì một hôm thầy mới nhìn thấy một cái câu là there's no way to happiness, happiness is the way. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết. Mà hạnh phúc chính là con đường, mà phải trải qua cái khổ đau cùng cực đó và khát khao sự sống như thầy, để mỗi ngày sống rất kỹ, sống rất chậm, thì thầy mới thấm được cái câu đó. Vì ngày xưa thì thầy cũng mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó, đạt tới một mục tiêu gì đó lớn lao, như là một người có nhiều trí tuệ, trở thành một vị thiền sư, hay là một người có ảnh hưởng lớn tới đại chúng, một người có thể đóng góp vào sự thay đổi tích cực của xã hội, vân vân. Tất cả những thứ đó nó đẹp, nó hay, nhưng nó chưa có thể xảy ra liền bây giờ. Mà muốn nó xảy ra liền bây giờ thì phải sống sâu sắc nhất từ bây giờ. Một cái người mà muốn có đại hạnh phúc thì phải có tiểu hạnh phúc. Chứ không thể nào mà bây giờ vẫn còn vất vơ vất vưởng mà mong tới một ngày có đại hạnh phúc được. Cái câu này nó cho thầy, nó xác tín cho thầy một điều rằng hạnh phúc đã có đây rồi. Không có cái gì ở cuối con đường đâu, Đức Phật nói vậy đó. Neil Armstrong khi mà đặt chân đầu tiên lên mặt trăng, ông là người đầu tiên đặt chân mặt trăng. Người ta phỏng vấn hỏi ông chứ cảm giác con lúc đó như thế nào, ông nói là trống rỗng, không có gì hết. Nó chỉ trào dâng, nó chỉ lừng lại, nó chỉ hết cái hành trình đi tới mặt trăng thôi. Còn đi tới mặt trăng rồi là không có gì hết. Elon Musk khi tạo ra cái phi thuyền đi lên sao Hỏa cũng vậy. Tạo ra xong rồi, hỏi ông như thế nào, ông nói là giờ việc đã làm thì đã làm rồi, giờ tôi làm việc khác. Không có cái gì ở cuối con đường hết. Thí dụ như là thầy Minh Niệm cũng có một ít cái sự thành công. Nhưng mà hỏi thầy, khi thầy chạm vào những cái mốc đó, thầy cảm giác như thế nào? Thầy thấy nó cũng đâu có gì đâu, cũng bình thường thôi mà. Vì thì đã đạt những cái thứ khác, nó còn lừng lẫy, nó còn sâu sắc, nó còn vi diệu hơn gấp trăm ngàn lần cái hào quang của thành công, của sự nổi tiếng đó nữa. Là vì nhờ thiền tập mà mỗi ngày thầy chạm vào hạnh phúc hết. Và nhất là cái hành trình đi tu bụi của thầy là 3 năm mà thầy dành trọn cuộc đời mình để sống hạnh phúc. Hạnh phúc cũng như cung bậc cao nhất, đi sâu tận cùng bên trong của mình để dọn dẹp những con quái thú hay là cái bản ngã to đùng để hòa nhập vào cái thế giới rộng lớn này. Cho nên hạnh phúc là hành trình mỗi ngày, là những phút giây bạn đang sống đó, bạn biết cách sống hay không thôi. Bạn sống hờ hững, bạn sống không chất lượng, bạn không tập trung trọn vẹn,
mà thường là những sinh hoạt cơ bản đấy, tắm vội, ăn vội, mặc đồ vội, nói chuyện điện thoại, nói chuyện với người thân vội, đi vội, làm cái gì cũng vội hết, thì hạnh phúc nó cũng đến rất vội và nó đi cũng rất vội. Hãy tận hưởng việc làm vườn, quét nhà, tắm rửa, nấu ăn, chơi với cún, nói chuyện với người thân, viết những trang nhật ký, ngắm mặt trời lên, uống một tách trà. Nó đều tạo ra hạnh phúc hết. Mà chính những cái hạnh phúc này nó sẽ cân bằng những hạnh phúc kia. Nếu bạn có những hạnh phúc này thì bạn sẽ không có quá vồ vập, không có quá lệ thuộc vào các tác nhân tạo ra hạnh phúc kia để bạn đỡ trả những cái giá quá đắt. Thí dụ Huy có một cái đời sống sinh hoạt cơ bản như thế ha, Huy biết tận hưởng trong những cái lúc tĩnh lặng một mình như vậy, Huy yêu ai đó, Huy sẽ đỡ khổ. Vì Huy đã có những chiếc rễ cắm rất sâu vào đời sống rồi, và những cái đó nó tạo ra cái thức ăn dinh dưỡng tinh thần cho Huy rồi. Thành ra cái chuyện mà Huy thương người kia là không phải để lao vào người đó, để rút tỉa năng lượng của người đó nữa. Tại vì có những người lao vào người thương yêu mình một cách tuyệt đối, họ nói họ yêu hết mình là tại vì họ không thấy yêu bản thân họ, họ không có lấy một người nào để yêu thương hết, cho nên họ dồn hết tình cảm vào một người nào đó, thì điều đó vô cùng nguy hiểm. Vì người đó đâu phải là thần thánh đâu mà họ sẽ đứng yên đó cho mình yêu thương hoài mãi mà họ không có những vấn đề. Đó là chưa kể là lúc nào đó mình sẽ chán họ thì sao. Cho nên đó là thầy luôn khuyên các bạn trẻ là bạn có thể yêu hết mình cuồng nhiệt, nhưng mà bạn cũng phải yêu bản thân. Yêu bản thân bằng cách là hãy biết trân quý những sinh hoạt hàng ngày của mình, xem mỗi cái việc làm của mình là một cơ hội để có hạnh phúc. Thầy thích câu nói của Thiền sư Thích Chất Hạnh là bạn hãy xem mỗi cái việc làm của bạn đều mang chữ ký của bạn. Huy là người nói cái talk show này chứ ai, Huy là cái người mới nói chuyện với anh quay phim đó chứ ai, Huy là người để cái cốc đó chứ ai, Huy là người đóng cánh cửa đó chứ ai, Huy là người gọi cuộc điện thoại đó chứ ai, đều là những cái sản phẩm của Huy hết mà. Chứ đâu phải Huy chỉ là những tác phẩm được mọi người biết, biết tới nhiều, mà những cái sinh hoạt cá nhân, những cái cuộc tương tác nhỏ mà không ai biết, trời đất biết, nó đều là những cái thứ Huy tạo ra và nó đi theo Huy cả, nó hình thành nên nhân cách, giá trị con người của mình. Cho nên là từ cái bí quyết là hạnh phúc là con đường, hạnh phúc là một phút giây chúng ta sống, hãy chọn cách mà mình thể hiện, thì thầy sống rất là sâu sắc. Mà muốn sống sâu sắc thì phải sống chậm lại, mà muốn sống chậm lại thì phải tạm buông bỏ bớt những thứ không cần thiết. Cho nên là thầy thích những cuộc nói chuyện sâu, ít nhưng mà chất lượng, chứ thầy không muốn nói chuyện mà phớt phớt qua rồi nói cho có, mà làm việc thầy cũng không thích như thế. Bản thân thầy cũng không bao giờ như thế, và thầy cũng đào tạo các bạn học viên của thầy là không được nên như thế. Tụi con phải thể hiện cái sự chân thành của mình, nói như Đức Khổng Tử là thành ý và chính tâm, lúc nào cũng thành ý có nghĩa là hết lòng, chính tâm là trung thực với mình, tức là một cách rất là chân thật và một cách rất là hết lòng trong bất cứ đối tượng nào mà tụi con có thể làm được. Thì hãy đem cái sự thành ý chính tâm mình ra với bất cứ công việc nào, dù là những cái việc mà mình không thích á, thì cũng cố gắng để đem sự thành ý chính tâm đến, để con người mình nó được khương kiện, nó được xây dựng bởi cái nền tảng của thành ý và chính tâm, thì tất nhiên là đông đầy giá trị, đông đầy năng lượng an lành, và ai cũng muốn tới gần, ai cũng muốn làm việc chung với những người như thế. Còn trẻ mà mình chưa có được ai hướng dẫn thì phần lớn mình chạy theo số lượng công việc mình làm được, mình nói đó là giá trị của mình, cái value của mình. Nhưng mà khi mình trưởng thành lên thì mới biết rằng là cái cách mình làm cái việc đó nó mới là quan trọng. Cái thái độ mình đối xử với người đó. Cho nên ông bà mình mới nói là cái của cho đôi khi nó không bằng cái cách cho là vậy. Cách là cái thái độ. Cái thái độ bạn nói cái talk show này, cái thái độ bạn đối với khán thính giả, thái độ bạn làm việc với team, teamwork của bạn, thái độ của bạn bước ra ngoài đường như thế nào, nó là nhân cách của bạn, nó là hào quang của bạn. Chứ không phải là bạn vào đây bạn mới bật cái hào quang đó lên, còn bước ra ngoài đường thì bạn không có cái hào quang đó. Hai cái nó không tương thích nhau thì nó sẽ không có tồn tại lâu bền và nó không có rực rỡ được. Theo đó thì mình có thể hạnh phúc ở mỗi lúc mỗi nơi. Thế cho nên là mỗi ngày thầy hạnh phúc từ khi mình thức dậy, mình sinh hoạt cá nhân, cho đến khi gặp ai đó, tới khi làm những cái việc có ích cho mình hay là có ích cho người khác, thì đều biến nó thành cái cơ hội để thầy có hạnh phúc. Và đối với thầy, cái hạnh phúc và gọi là thăng hoa nhất, nó không phải là được người khác công nhận nể phục hay là yêu thương, mà là được giúp nhiều người. Thầy luôn mơ ước là mình được sống hơn 100 tuổi á, cả 120 thôi.
vì tôi thấy cuộc sống này nó đẹp quá, cuộc đời này tuyệt vời quá, và mình giúp được nhiều người á. Trước đây là mình chỉ làm về y tế, mình chỉ chữa lành thôi, bây giờ mình làm tất cả giáo dục, mình đang chia sẻ, mình đang dẫn dắt cho rất nhiều em đi vào đời vững vàng và trở thành các nhà chữa lành. Hay là gần đây thầy có mở thêm cái chương trình lãnh đạo tỉnh thức nữa, Mindful Leadership. Thầy nghĩ thầy còn nhiều cái khả năng nữa để đóng góp cho cuộc đời. Thế cho nên đó là thì mỗi ngày đối với thầy nó đều là cơ hội để sống rực rỡ. Thầy thích cái từ rực rỡ, nghĩa là sống hết mình, sống trọn vẹn nhất ấy. Cho nên cho dù là nó không thành công, cho dù nó chưa thành công, cho dù nó có khó khăn, thầy vẫn đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình đã sống rực rỡ, hạnh phúc vì mình đã sống hết lòng, sống chân thành. Còn thành bại trong cuộc đời này nó còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Cái hạnh phúc mà thầy đang nói đối với thầy nó là một điều tuyệt vời mà thầy luôn nâng niu, đó là mình nhìn thấy người khác hết khổ đau, mình nhìn thấy người khác trưởng thành, mình nhìn thấy mọi người hạnh phúc, mình sẻ chia với cuộc đời này, mình bước đi cùng với cuộc đời, đồng hành cùng với cuộc đời, mình thấy mình là một phần của cuộc đời. Thì đối với thầy đó là cái hạnh phúc nó lớn nhất.